phim, đặc biệt phim Trung Quốc là vợ chồng tân hôn xong là ra kiểm tra cái vết đỏ, đúng không? Chị có từng làm vậy chưa, chứ em từng làm vậy rồi đó. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Chào mừng các bạn đã... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Cởi Mở. Và xin cảm ơn Durex, thương hiệu bao cao su số 1 thế giới, đã luôn đồng hành cùng Cởi Mở. Mình được biết đến là một bông hoa xinh, một biểu tượng của Trinh Trắng và Ban Sơ, Kỳ Nam. Còn mình là Minh Trang, một biểu tượng của sự không hư hỏng, chỉ là hơi phóng khoáng một tí xíu. Và đây là sự kết hợp ở giữa. Alo. Alo chị ơi, chị dậy đi hả? Sợ quá, những lời gian dối này khiến cho tôi muốn ngủ thiếp đi. Chị tên gì nhỉ? Dạ. Mình là Thùy Minh, đang là giám đốc nội dung tại Vietcetera kiêm bà chị thế hệ trong Cởi Mở mùa đầu tiên, và rất là vui là bọn mình cũng vừa trải qua một cái hành trình rất là dài cùng với Cởi Mở đi Unitour, cũng vừa đặt chân đến quay lại thành phố Hồ Chí Minh và cũng được tham gia ngay vào season 2 với tư cách là khách mời. Ok, vậy thì với tư cách là khách mời thì Nam xin phép được giới thiệu về cái chủ đề ngày hôm nay, là sau khi đã đi bét nhà 8 trường đại học để nói về vấn đề giáo dục giới tính và tìm kiếm bản thân, chúng tôi quay trở lại với trường quay của podcast Cởi Mở và chúng ta sẽ nói về vấn đề trinh tiết. Và mà phải chọn cái chủ đề này cơ để mà mời thì mình là khách mời cơ. Bởi vì nó rất là... Bởi vì chúng ta cần một tiếng nói thế hệ để xem là trinh tiết tiến hóa như thế nào, và cái quan điểm trinh tiết như thế nào. Thì không còn ai mời tốt hơn chính là chị gái nhà chúng tôi. Vậy chị gái nhà chúng tôi, ngay từ phần đầu tiên hãy định nghĩa cho chúng em biết trinh tiết là gì ạ? Nói à, trinh tiết là một cái nhãn mà tất cả các con gái khi mà tuổi dậy thì và bắt đầu nghĩ về chuyện quan hệ tình dục thì đã được dán lên một thứ là đấy là một cái của quý ngàn vàng, không bao giờ được mất cho đến ngày đi về nhà chồng, có một cái đám cưới xảy ra đó. Thì cái thời của Thùy Minh là như vậy. Thứ nhất là cái ngàn vàng nó liên tục được nhắc ở trên truyền thông báo chí là cái ngàn vàng của phụ nữ đấy. Mình cũng không biết là có ai đã đi ra ngoài và quyết định bán cái đấy để tại vì bố Thùy Minh hay trêu là mỗi lần xin mua cái gì bố ở đây răng bố đây lấy đi mà bán. Thì mình cũng phải là không hiểu rằng bố có bán được tiền được không đấy, nhưng mà cái đấy chỉ mua cuốn sách cái chuyện thôi, còn có một cái thứ mình cũng không nhìn thấy nó bao giờ ấy. Sau này mình làm Cởi Mở thì Trang nói là phải chịu khó soi gương, cho cái gương và soi, nhưng mà từ trước này thì mình cũng chưa bao giờ soi gương, cho nên mình cũng không biết là cái đấy là cái gì mà sao người ta gọi nó cái giá ngàn vàng. Ngược lại cũng trong cái thời của Thùy Minh ấy thì người ta sẽ vạch ra các hậu quả nếu mất cái ngàn vàng đấy. Mình không chỉ mất tiền đâu mọi người ạ, mà mình mất phẩm giá, mình mất toàn, mình nói chung là mình mất người. Mình không còn là mình nữa, là mình không có giá trị gì nữa, và mình sẽ bị kiểu như là cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông, tức là những cái thì đấy là cái thời của Thùy Minh. Cái trinh tiết nó có cảm giác như phụ nữ ấy, con gái ấy, không còn cái gì quan trọng hơn ngoài cái chữ trinh tiết. Đấy thì cái định nghĩa đấy nó chui vào đầu Thùy Minh từ những năm mình 14, 15 tuổi. Và mình cứ cảm giác như là cả cái hành trình lớn lên của mình ấy, là một cái hành trình mà mình cứ phải giữ một cái gì đấy vô hình. Có vẻ như có giá trị đấy, nhưng mà giá trị đấy được dùng vào việc gì thì mình không biết. Chưa biết đúng không? Mà hay cái là chị Minh dùng từ giữa chữ trinh tiết và chị Minh dùng thêm từ cái ngàn vàng. Thì cái ngàn vàng đó thì mình hay nó giống như là một cái bộ từ điển á, mình sẽ tránh nói những cái từ về sex mà mình sẽ dùng những cái từ gì để lấp liếm lấp lửng đi để mình nói về nó không một cách không trực diện. Thì chị Thùy Minh hồi xưa lúc mà khởi đầu làm về cái mảng viết về sức khỏe tình dục á thì chị Minh làm cho báo Hoa đúng không, báo Hoa học trò. Đúng rồi. Thì cái giai đoạn mà chị Minh viết báo về cái thời đấy và cái bây giờ làm podcast thì chị Minh có thấy một cái sự khác biệt nào đó rõ rệt nhất trong cái cách mình nói chuyện về đề tài này không? Ừ, đúng như Kỳ Nam có nhận xét đấy, là hồi xưa là tất cả đều là nói giảm nói tránh, con voi ở trong phòng. Tức là hồi đấy cái dương vật thì sẽ nói là quả chuối, đúng không? Rồi cậu bé ấm trà, hồi ngoài Bắc, sẽ nói là quả chuối. Cái bộ ngực của phụ nữ sẽ nói là núi đôi. Kỳ kinh nguyệt thì sẽ nói là rụng dâu. Không, rụng dâu là trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đèn đỏ, bị đèn đỏ. Tức là mình thì thấy cái gần đây mình mới đi, chúng cũng là trong Unitour đúng không? Mình được đi một cái và các bạn bảo là cái hồi lúc mà em đang hành xử cái chuyện đấy ấy, mình ở chuyện đấy chuyện gì kiểu. Tức là mình cũng hơi thử thách các bạn một tí xíu, là để nói ra tận cùng thì người ta sẽ định nghĩa nó là cái gì. Thế nhưng mà mình không trách được cái bạn sinh viên cái thời bây giờ, bởi vì suốt bao nhiêu năm thì mình làm báo học trò khoảng 20 năm trước thì mình dùng một cái bộ gọi là bộ từ điển khác, tiếng lóng. Và hồi đấy nhá, rất là được ủng hộ, tại vì các bạn trẻ nó giống như mình dùng kiểu Dark Bổ hay là Get Go bây giờ, tức là kiểu mọi người có một cái bộ để mọi người nói, tức là hồi xưa là không nói một tí gì, đúng không? Mọi người xem tivi sẽ thấy là đến cái đoạn bắt đầu hai người sờ tay phát là tắt đèn. Đấy, thì ít nhất ở cái thời cách đây 20 năm thì có một cái bộ để diễn tả nó. Và cái bộ đấy là thì mình nhớ là ban tuyên giáo phải họp hàng tuần, là luôn phê bình cái tờ báo học trò này, dùng những cái từ ngữ sai trái, không được bảo vệ được cái sự trong sáng của tiếng Việt. Nói sau đó thì mọi người còn xuất bản cả một cái cuốn mà những cái từ dùng sai trong ngành báo chí của Việt Nam, ví dụ như núi đôi, đèn đỏ, đấy thì ABCD. Đấy thì cái thời đấy là cái thời mà chúng ta đều không bao giờ dám nói thẳng, chúng ta cứ phải dùng một cái từ mà ai cũng biết là ai đấy, để nói về một chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Đấy, nhưng mà sẽ không bao giờ nói thẳng. Thì cái lúc đó thành ra là cái ngàn vàng và những cái từ mà mình gọi là nó đặt trong ngoặc kép ấy, nên nó không được coi là cái từ chính thống, nó phải có ngoặc kép đấy cho nó an toàn. Và cái cách mà mình chọn một cái tên để mình nói về một cái vấn đề một cách né tránh đi á, thì mình hay một cách vô hình mình hay đưa cho nó thêm những cái giá trị. Ví dụ như nếu mà nói về kinh nguyệt mà mình lại dùng từ là rụng dâu hoặc là đèn đỏ. Đèn đỏ nghe rất là không được làm gì. Cũng giống như là trinh tiết, thì vào thời điểm hiện tại định nghĩa về trinh tiết hoặc là cái tầm quan trọng của nó là đã có sự thay đổi rồi, nhưng mà khi mình gọi nó là cái ngàn vàng, tức là mình nghĩ nó rất là giá trị, cực kỳ giá trị, phải giữ nó một cách khư. Do đó là em thấy cái hành trình mà từ chuyện mà em rất biết ơn những cái bộ từ ngữ đó giúp em có thể tiếp cận được kiến thức giáo dục giới tính vào những năm đó, cho tới bây giờ em có thể thẳng thắn và mình nói về nó một cách trực diện, và mình nghĩ là nó đã lỗi thời rồi, cho thấy một cái hành trình rất là dài. Và em nghĩ là cái trinh tiết ngày hôm nay mình nói không chỉ đơn thuần là về quan điểm thế này thế kia, bởi vì mình cần update, mình cần cập nhật lại cái định nghĩa về trinh tiết, cũng như là nói về trinh tiết thì mình nên nói về điều gì. Ok, và chị Thùy Minh hôm nay đến đây với vai trò là về thăm lại set của Cởi Mở chúng em. Dạ. Ngoài ra chị Thùy Minh cũng đã là một người phụ nữ có 2 bụng con. Thì có vẻ như là bắt đầu cái sự quan tâm của chị Minh dành cho con cái của mình, về những cái hành trình các con bắt đầu tìm hiểu về giới tính. Em nghĩ là chắc là sẽ đến một lúc nào đó cái sự trinh tiết, cái sự lần đầu va chạm của con mình với vấn đề tính dục nó sẽ xuất hiện. Thì chị đã chị có một cái sự sẵn sàng, là sự chuẩn bị nào cho cái chuyện đó không? Chuẩn bị thì là chưa, nhưng mà thì mình có con trai lẫn con gái. Thì bây giờ nói cái chữ trinh tiết một chút, không biết tại sao nó hay được áp cho phụ nữ, đúng không? Cái màng trinh, và hay nói chữ mất trinh, mất cơ. Lost. Mà rõ ràng là lúc mà ví dụ trong cái chuyện quan hệ tình dục thì thực ra cả hai đều được nếu mà ổn, đúng không? Nhưng mà phụ nữ phải là mất cơ. Đấy, không ai nói là được trinh, nói mất trinh cơ. Thì mình cứ nói cho cái quan điểm của con gái mình ấy, tức là đấy, mình đã nói là đúng là nó cứ bị thiệt thế nào ấy. Thì mình nghĩ là với cái lứa tiếp theo á, mình thực sự không biết là cái khái niệm trinh tiết nó còn tồn tại hay không. Tại vì nó là một cái, nó cứ như một cái rào cản con người ta khi mà tiến đến quan hệ tình dục lần đầu tiên. Và nó luôn kèm với đau đớn. Mất trinh là cứ phải chảy máu, đúng không? Xong rồi ví dụ như không chảy máu thì là bắt đầu là chắc chắn em đã ngủ với thằng khác rồi. Tức là hoặc là hồi xưa hay có các cụ hay có cái phim, hay phim đặc biệt phim Trung Quốc là vợ chồng tân hôn xong là ra kiểm tra cái vết đỏ đúng không? Chị có từng làm vậy chưa, chứ em từng làm vậy rồi đó. Trong cái lần đầu tiên của mình xong, mình có thật sự kiểm tra xem nó có cái vết đỏ không, và thật sự nó không có vết đỏ mọi người ơi. Con chị sao? Thì mình cũng thậm chí là mình không, nói chung là cái lần đầu tiên nó quá là bấn loạn đi, nên là mình cũng, mặc dù rất là nhiều người đấy, nên là bây giờ cái câu chuyện là mình thấy mình đã cũng được tiêm vào đầu rất là nhiều thứ là đừng làm mất, thế nhưng mình cũng mất từ năm 17 tuổi. Đấy. Và nói chung lúc đấy đã gọi là cái cơn lú nó lên rồi, có người yêu rồi các thứ, rồi đang tò mò như thế thì có ngàn vàng hay là trăm ngàn vàng thì đến lúc nó mất thì nó cũng mất. Thế thì cũng về câu chuyện là, nhưng mà hồi đấy thì mình thấy khá buồn cười là cái người bạn trai là cái người cực kỳ quan tâm đến cái trinh tiết đấy của mình. Cực kỳ quan tâm là cái bạn gái của mình có phải là người đầu tiên và mình có phải là người đầu tiên của bạn ấy không. Thì tất cả những cái đấy diễn ra trong đầu của bạn ấy thì mình không được biết cho đến tận sau này. Một lần bạn ấy nói là mình đi khám sức khỏe đi, nhưng thực ra là để kiểm tra xem là mình có một cái bệnh gì về tình dục hay không. Và mình, bởi vì bạn ấy đã đồ rằng là cái lần đầu tiên của mình không chảy máu, chứng tỏ là mình đã quan hệ với người khác rồi, chứng tỏ là có thể cái mối quan hệ này nó không an toàn. Đấy thì một mặt thời nay, cách đây nhiều năm mà cái anh chàng đấy mà được di chuyển vào xuyên không vào thời này thì tương đối là văn minh. Không, văn minh ở cái chỗ là đi khám sức khỏe tình dục đấy. Cái đoạn đấy thì văn minh. Đấy, nhưng mà cái đoạn mà không nói ra là có một cái sự nghi kỵ, có một cái sự đánh giá về cái người bạn gái của mình trong cái lần quan hệ tình dục đầu tiên thì có, và nó làm cho cái sức nặng của cái việc là phụ nữ bị mất cái đấy. Thì mình không biết là cái trinh tiết này xảy ra với con trai như thế nào. Mình cũng tò mò là lần đầu con trai mà quan hệ tình dục thì có bị coi là mất trinh không? Hay được trinh? Người ta hay kiểu giống như là, tại vì con gái mà kêu là quan hệ lần đầu thì có khả năng là rách cái màng trinh, cái chỗ cái phần màng đó, cho nên có thể xét đoán rằng là cái người này đã từng quan hệ chưa. Nhưng mà người đàn ông mở mắt, người ta gọi là mở mắt á, mở mắt là mất trinh rồi. Mở mắt á, ý là mở mắt là kéo được cái bao quy đầu, nếu mà còn bao quy đầu á thì cái đó là khi mà họ đã quan hệ. Nhưng mà bây giờ người ta dùng tay thì người ta cũng kéo cho nó xuống được vậy. Nói về cái lần đầu mà gọi là mất trinh của nam ấy thì chắc là thôi nói về cái lần đầu tiên có quan hệ xâm nhập đi, anal sex, thì nó không xảy ra. Tại vì cái lần đầu tiên mình lên giường với một người con trai thì khi đó vẫn là một cái anh chàng mình rất là thích, đẹp trai, là crush của mình. Mình rất là mong đợi cái buổi này nó diễn ra, hormone mình chạy rần rần rồi, bao nhiêu là hình ảnh lãng mạn trong đầu nó diễn ra. Xong thì đó là một đêm mưa, mưa tầm tã. CD player thì đang chạy cái đĩa CD của Lệ Quyên, Khúc Tình Xưa 1. Thì mình là lần đầu tiên mình được xào khô nè, được hôn nè, được ôm ấp một người con trai, thì rồi được ăn chuối nữa. Xong rồi mình thấy cũng hơi thất vọng vì cái trải nghiệm lần đầu đó. Nhưng một lát tới chuẩn bị tới cái bước anal sex thì anh này, mình thấy bất ngờ một cái là không lấy cái bao cao su ra. Thì ngay lập tức em phát một cái tín hiệu là không an toàn, không được, chuyện này không được. Và khi mà em tỏ thái độ em không muốn có cái sự quan hệ xâm nhập bởi vì không có bao cao su á, thì thái độ thay đổi, cảm giác là dùng dằn, xong mà cảm giác thất vọng, đổ vỡ, xong nằm quay qua bên ngủ. Thì để lại cho em nằm trên giường một cách rất là thảm sầu. Và từ đó cho đi em không bao giờ nghe lại nhạc Lệ Quyên nữa. Và sao mà đúng là khúc tình xưa không phải tình này. Và nó kinh khủng đến độ là tới nửa đêm đi ra ngoài nhà vệ sinh, bốc điện thoại lên gọi cho bạn thân mình, trình bày hết từng tiểu tiết đã diễn ra trong cái buổi tối vừa rồi, và kêu là ngày mai qua đón tao đi xét nghiệm HIV đi. Nhưng rõ ràng là không hề có một cái gọi là cái tình huống nào có thể dẫn đến chuyện đó hết. Nhưng mà cái nỗi lo đầu tiên, bên cạnh cái nỗi lo trái tim tan vỡ, thì là cái nỗi lo bị bệnh. Thì đó là cái lần đầu tiên mà khởi đầu không thuận lợi một chút xíu nào. Và em có cảm giác là cái lần đầu tiên của hầu hết bạn bè của em nó cũng vậy, hoặc là rất là vô duyên, hoặc là thất vọng, hoặc đổ vỡ. Hiếm có người nào em nói chuyện mà cái lần đầu tiên của các bạn như hoa như mộng lắm. Hiếm gì em thấy không có. Kiểu giống như là tại mọi người luôn lãng mạn hóa cái tình dục lên, cho nên thành ra họ luôn nghĩ là lần đầu tiên mình sẽ kiểu giật đùng đùng này nọ, giật đùng đùng vì đau. Mà ngoài ra thì em đã từng làm một cái tập là 1000 kiểu mất trinh đó chị. Mà trong cái 1000 kiểu mất trinh đó là đi thu thập từ những cái trải nghiệm của các bạn nữ lần đầu tiên quan hệ như thế nào. Và có những bạn thì giống như chị em mình là không chảy máu, có những bạn chảy máu suốt mấy ngày, có những bạn chảy máu sau vài lần quan hệ vẫn chảy máu, rồi lại có những bạn là không thể nào vào được, và họ không thể nào mà kiểu đi tiếp được. Và có những bạn thì kiểu không có cảm giác gì hết, có những bạn thì là kiểu em cảm thấy cũng được, chị cũng ok, kiểu như thế. Bởi vậy mọi người cần phải chú ý là trong cái việc mà nếu mà để nói rằng cái lần đầu tiên chúng ta quan hệ và lần đầu tiên chúng ta bỏ đi cái trinh tiết á, thì nó có rất là nhiều những cái gọi là những cái cách thể hiện khác nhau và những cái cảm nhận và trải nghiệm rất là khác nhau. Cho nên là tất cả những gì mà Trang, Nam và chị Minh đang nói ngày hôm nay nó chỉ là ý kiến của chúng mình và đó là cái trải nghiệm của tụi mình thôi. Còn nếu bạn chưa từng quan hệ tình dục thì cứ chờ đón đi, chờ đợi nó. Với lại nó làm cho thì mình cũng nghĩ một chút này, cái trinh tiết thì ngoài cái việc là tính chất vật lý nó là một cái màng trinh, hay là nó là cái lần quan hệ tình dục đầu tiên, thì mình còn nghĩ đến là như thế nào nhỉ? Rất là nhiều lần đầu tiên hoặc là không đúng người hoặc là không đúng thời điểm, mình hay kiểu nơm nớp ấy, mình không thực sự là thưởng thức được tình dục. Thì mình coi như mình không, nếu mà trinh tiết nó được coi như một lễ trưởng thành thì nó là thời non kém, tức là nên là thì mình nghĩ là mình chỉ thực sự là gọi là nói đến vấn đề trinh tiết khi mà mình có vẫn với người bạn trai đấy nhá, nhưng mà lúc bắt đầu mình biết là mình biết quan hệ tình dục rồi này, mình biết là nó phải diễn ra một cái nơi nó lãng mạn, nó mát mẻ một tí này, rồi mình biết là phải dùng bao cao su này để cho nó yên tâm này, thì lúc đấy thì mình mới cảm giác mình mất trinh tiết. Tức là nó không phải lần đầu tiên là về mặt vật lý nó diễn ra như vậy, nhưng mà cái cảm giác của việc là cái trinh tiết là cái thời mà ok, thời ngây thơ kiểu vẫn chưa biết gì và thường là được dịch thành trải nghiệm không đủ tốt, thì mình nghĩ là cái bước tốt nghiệp mà lúc mà gọi là ok, bỏ lại thời trinh tiết phía sau là cái lúc mà bắt đầu thưởng thức trăng thành gió mát, cảm giác lúc đấy là thậm chí thì mình có viết một cái cuốn sách thì cái chương đầu tiên của nó tên là Làm tình như thỏ. Cái thời thỏ là cái loài động vật mà kiểu như là nó kiểu sinh sản nhanh nhất ấy, và ở nước Úc thì nhớ là trong vòng có bao nhiêu tháng đã sinh ra thêm 2 triệu con thỏ mới. Sau khi mình biết cái khái niệm đấy thì mình thấy đúng là cái tuổi trẻ, cái thời mà từ lúc mà còn trinh đến lúc mất trinh ấy, nó là thời kiểu như thỏ. Đấy, và nó rất là ngược lại với lại tình dục gấu trúc. Tình dục gấu trúc là con gấu trúc kiểu một năm chắc được một lần, hai lần, cho nên là nó mới kiểu gần tuyệt chủng. Nó không được đẻ ra nhiều thì mình mới trêu là mình thấy nó luôn hai cái thái cực giữa thỏ với lại gấu trúc. Tất nhiên là không phải ai cũng như ai, thế nhưng mình cảm giác cái thời trẻ của mình ấy, mà cái lúc mà hồi đấy thì mình nghĩ là cái trinh tiết của mình nó thay đổi nhiều nhất, là hóa ra nó mở một cái cánh cửa mới. Hồi trước ạ, mọi người chỉ nói là không được đi vào cánh cửa đấy, đi là mày sẽ mất này, sẽ mất hết cả phẩm giá, mất hết cả bản thân, rồi bi lụy, cuộc sống sẽ đau khổ. Xong tự dưng đi qua cánh cửa trinh tiết đấy, mình thấy cả một thế giới mới kiểu mở ra trước mắt. Thì nhưng mà cũng có một cái chuyện là quay về cái kiểu như là những cái định kiến của xã hội ấy, đặc biệt là với trinh tiết của phụ nữ, thì mình cũng viết trong cái cuốn sách đấy là cái người con gái mất trinh vào năm 17 tuổi, thì mình đúng là cái người mà mất trinh năm 17 tuổi. Thì rồi tôi cũng rất đẹp luôn. Thì trong văn chương là nó cứ hay chọn con 16, 17, 18. Thực ra là nó hên xui em ạ. Có bạn trai ở cấp 3 thì bọn đấy nó sẽ đều kiểu hội một lũ tò mò với nhau, thì sẽ tìm cách mất trinh cùng nhau. Còn nếu mà chăm chỉ học hành công mùa đấy mình chăm chỉ, nhưng mà mình thấy việc yêu đương nó cũng vẫn nở rộ ấy. Nó cũng tùy văn hóa nữa. Ví dụ như em thấy ở nước ngoài ấy, thì các bạn kiểu giống như là sẽ coi đứa nào là đứa quan hệ tình dục cuối cùng. Thì cái đứa đó mới là cái đứa bị chọc nha. Đúng rồi. Với lại nó có prom night, tức là những cái buổi mà ngày lỗ nào? Này, cho trái chuối này. Glory hole của em á, nào có cái dạng là giấu nó đi. Nói luôn đi, đưa text rồi. Chị nhớ được lỗ khác rồi chắc. Thật ra là mới chỉ màu đầu sơ vấn đề trinh tiết mà thấy mắc nói dễ sợ luôn. Qua phần 2 nói về cái vấn đề thể hiện đó là mình mất trinh như nào. Thì mình thấy là cái chữ trinh tiết á, em thấy cái cách mà được thể hiện ra nó là một trong số những cách được hype up, được oversell nhiều nhất trong văn chương cũng như là trong văn hóa đại chúng nha. Nó luôn luôn là một cái gì đấy đẹp đẽ, và khi mà mất đi á, là sẽ là mất đi cái the loss of innocence, mất đi sự ngây thơ, mất đi sự trong trắng. Và cái cách mà mất ra luôn luôn rất đẹp, trăng thanh gió mát như nãy có nói, là hoa, là bướm, là mưa, là một đêm tình cờ và định mệnh. Có nhạc Lệ Quyên. Lúc nào cũng như vậy hết. Nhưng em lại thấy một cái điều rất là bất hợp lý, đó là chúng ta không bao giờ được bước vào tình dục mà ngây thơ hết. Càng ngây thơ càng nguy hiểm. Và cái việc là mình cứ khư khư phải giữ một cái cửa ngay đó, một cái bottleneck, một cái cánh cổng chặn lại, không chỉ chặn con người ta tìm kiếm hiểu hơn về giới, tìm hiểu về cái sức khỏe tính dục của mình và làm sao để có thể làm cái chuyện lên giường, đi ngủ, làm tình được an toàn, thì không ai nói hết, tất cả đều bị chặn sau một cánh cổng gọi là trinh tiết. Nó cản trở người ta rất là nhiều và mình sẽ bắt đầu sẽ nói sâu hơn về những cái vấn đề đó trong cái phần 2 này, true expression, thể hiện. Cái thể hiện đầu tiên nhá, đấy thì là quay về đúng cái câu chuyện là khi thì mình viết về cái trải nghiệm quan hệ tình dục lần đầu tiên. Thì cái nhân vật đấy là 17 tuổi. Thì cái cuốn bản thảo đấy gửi đi nhà xuất bản này, nhà xuất bản yêu cầu là đổi cái tuổi của nhân vật nữ đấy lên thành 18. Là bằng cách đâu đó, tất nhiên là không có một cái luật nào nói rằng là cấm quan hệ tình dục. Nó sẽ chỉ có những cái ví dụ như là bạn không được quan hệ dưới 16 người thành niên. Nhưng mà cũng bằng một cái luật bất thành văn mang tính thể hiện ra là trước 18 tuổi thì cũng không nên có quan hệ tình dục. Về một cái lý thuyết nào đấy thì nó không phải sai, đúng không? Tại vì 18 tuổi thì tại sao những cái trải nghiệm nó lại hơi ấu trĩ mà nó thiếu an toàn, là bởi vì chúng ta chưa đủ trưởng thành. Cảm giác là qua 18 tuổi mọi người đã học xong cấp 3 rồi, những cái trải nghiệm của mọi người, những cái hiểu biết của mọi người, những cái lời khuyên răn của người lớn nó có vẻ bắt đầu nó mới chui vào đầu. Đó. Thì nên thành ra mình cũng đang nghĩ là có đúng là nên 18 tuổi thì mới nên mất trinh hay không? Cái trinh tiết có nên được giữ? Tất nhiên là nó không phải là giữ giá làm nộm theo kiểu là đến lúc lấy chồng kiểu 25, 27 tuổi mới nên mất trinh. Thế nhưng mà lùi lại thì có nên là nó cũng... nó cũng lý nhá. Ví dụ những cái người ta cũng không khuyến khích trẻ em kiểu như là đi làm người mẫu hay là đi, bởi vì chưa đủ cái tuổi trưởng thành, hay uống rượu như vậy cũng không nên uống vào trước 18 tuổi. Thì liệu là cái chuyện trinh tiết ấy nó có nên có một cái mark, có một cái sự thể hiện là 18 tuổi trở đi hãy nên làm không? Em nghĩ là thay vì nói câu chuyện trinh tiết á, thì hãy nói về những câu chuyện, những cái giá trị cốt lõi và những điều các bạn nên ghi nhớ. Như là ví dụ như là an toàn tình dục, sự đồng thuận, bla bla, những cái đó nó quan trọng hơn so với cái chuyện là nếu như bạn lần đầu sau khi bạn quan hệ tình dục bạn sẽ mất cái gì, tại bạn sướng thì bạn mất hay cái gì đâu. Là một. Cái thứ hai nữa là những cái người nữ sẽ luôn bị gọi đó là nếu như mà quan hệ rồi thì sẽ mất đi cái giá trị của mình và làm cho mình sẽ bị một cái sự áp bức nha. Bây giờ em kể cho mọi người nghe là sau khi em quan hệ tình dục lần đầu tiên á, em cứ luôn nghĩ rằng là tại vì ngày xưa mình có một cái suy nghĩ là mình sẽ chỉ quan hệ với cái người mà mình lấy làm chồng thôi, hoặc là mình lấy chồng xong rồi mình mới quan hệ. Chính vì vậy mà với cái tình dục lần đầu tiên xong, cái em bị rơi vào cái trạng thái đó là em cảm thấy là cái người này phải là cái người commit với em. Em phải gắn bó với cái người này cho đến cả cái thời gian sau này. Cho dù là người này đã đối xử với em rất là tệ. Cho nên là thành ra em thấy là những cái người nào mà càng đề cao cái giá trị của cái sự trinh tiết á, thì chắc chắn đến lúc mà lỡ mà có mất đi cái chữ trinh tiết đó là coi như là mất luôn cả bản thân của mình. Và trả giá bằng cả những cái ví dụ như là mình muốn níu giữ cái người đó bằng tình dục, giống như anh hay nói luôn á em, tức là mình níu giữ họ bằng tình dục và kiểu mình lost luôn, kiểu mình đánh mất chính mình luôn, coi như là em đã có 3 năm rưỡi đánh mất em luôn đó mọi người. Thì cái con số 18 em nghĩ đó là một cái để mình tham khảo. Cái vấn đề là không phải tới bắt đầu năm 18 tuổi mình mới bắt đầu tìm hiểu về sex, còn trước đó mình ngây thơ. Thì tới lúc 18 tuổi cho dù pháp luật cho phép nhưng mà cơ thể cũng như tinh thần chưa cho phép mà nhảy cái đùng vô cái làm tình thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Tức là 18 tuổi nó là cái con số để nói chuyện, nhưng mà trước đó chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị. Thì khi mà nói về những cái chuyện chuẩn bị cho lần đầu tiên á, thì em thấy hay nói về chuyện phải đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà vậy nè, đúng người là một chuyện, nhưng mà đúng người ở đây đúng người thế nào? Cứ nghĩ tới cái chuyện đúng người nhưng mà mình không nghĩ tới cái người đầu tiên mình phải care là chính mình nè. Giống như Nam đi, thí dụ luôn nghĩ là đúng người là gì, là phải tick hết được những cái box, giống như là bạch mã hoàng tử nè, đối tướng. Nói chung là thì những cái lần đầu tiên của em á là những em được gặp, giống như một cái trò chơi vậy chị, em được gặp những người mà nó rất là đúng như từng cái box của em luôn. Ví dụ đẹp trai, ok đẹp trai, lãng mạn, box của chị em ạ. Dạ thì coi như là những cái lần đầu tiên nó đập vỡ hết tất cả luôn, tức là những người đó đi với em đủ hết các box, nhưng tới cái box cuối cùng là lên giường với nhau thì nó banh ta lông. Đó thì cái người ta cứ lo nghĩ tới đúng người đúng thời điểm mà mình ta không nghĩ tới đúng cách. Chưa kể là do là không có sự chuẩn bị, đúng không? Thì tại Việt Nam không có nghĩ là cái chuyện đó sẽ diễn ra vào ngày hôm đó, thì mình không có chuẩn bị, không có vệ sinh nè, không có chuẩn bị bao cao su nè, không có một cái kiến thức gì hết ngoài chuyện cứ nghĩ là cứ lên giường là nằm ôm nhau, cái yêu thứ, là dành cho nhau. Rồi xong rồi những cái hình ảnh trong phim porn lẫn trong phim lãng mạn nó cứ quay trở lại, thì thành ra cái trải nghiệm đầu tiên nó là kinh dị. Ngoài ra mình nói là cái độ tuổi 18 tuổi là độ tuổi để quan hệ, hợp lý theo pháp luật của từng nước, mỗi nước nó có một cái độ tuổi khác nhau. Nhưng mà các bạn có biết là cái những bạn làm tư vấn tâm lý, những bạn mà làm về công tác xã hội nói với em là cái số tuổi mà các bạn tới để chữa bệnh về STI và HIV càng ngày càng trẻ. Thì đúng người đúng thời điểm nó không có phải là một cái để chúng ta thần tượng hóa nó, chúng ta lãng mạn hóa nó lên, mà nó nên là cái cách mà chúng ta bảo vệ bản thân mình như thế nào, và chúng ta hiểu như thế nào về cái chuyện trinh tiết. Bởi vì nếu như đặt cái vấn đề là chỉ có con gái nó có cái khái niệm trinh tiết, còn con trai rất là khó để hiểu thế nào là trinh tiết. Thì rủ như một cái bạn con trai rất là ngây thơ đi lên giường với một cái người rất là dày dặn tình trường, nhưng mà bạn không biết cách để bảo vệ bản thân mình, bởi vì bạn nghĩ là bạn sẽ không bao giờ bị có bầu. Thì ai bảo vệ cho bạn đây? Những cái vấn đề về sức khỏe tình dục ai sẽ bảo vệ? Thì em thấy đó là phải hiểu lại về cái chữ trinh tiết ở đây. Đó, cái lần đầu tiên thì cái lần đầu tiên nó luôn luôn đi kèm với rất là nhiều những cái khó khăn và những cái cần phải hiểu. Với chị cũng muốn đưa, chị cảm giác nó có một cái bất bình đẳng giới trong cái vấn đề trinh tiết, nên chị mới hay nói đùa là tại sao phụ nữ, đàn ông thì hồi xưa mình gặp những người như vậy thật, những cái người bạn trai thậm chí có một bộ sưu tập con trai cái lứa của Thùy Minh nhá, những năm 8, sinh năm 8 mấy ấy, là kể với nhau rằng là tôi đã quan hệ được bao nhiêu cô gái còn trinh. Tức là với họ nó như một kiểu dạng huân chương ấy. Tức là quan hệ với một cái người con gái hay là có bạn gái thì nó là một huân chương loại một, còn cái huân chương mà xịn nhất với họ là gái còn trinh. Tức là thuộc ở ngoài Hà Nội hay có cô bóc tem. Thì cái đấy nó làm cho mình suy nghĩ cực kỳ nhiều. Tại vì mình rất là chơi thân với bọn trai ấy. Nó hay kể những cái chuyện là vừa mới bóc tem tối qua xong. Mình gọi là tại sao mình không được bóc tem ai ý là mình ngủ với ai mình không quan tâm đến tem lắm. Thế nhưng mà tại sao đàn ông nó có thể cái thời điểm đấy nhá, Thì mình hay là bà chị thế hệ là bởi vì như thế mình so sánh những cái quan điểm nó thay đổi và tình dục nó cực kỳ thể hiện. Và nhất là cái mảng trinh tiết này nó thể hiện đúng cái sự thay đổi về về giới nhá. Đấy là hồi đấy nó là như thế đấy, là đàn ông là người sẽ biết là lên giường phải làm gì. Đàn ông cũng đồng thời là nếu mà bạn gặp cái đúng người đây nó là như này này, nếu bạn gặp một người đàn ông có trách nhiệm mà biết dùng bao cao su thì may cho cuộc đời bạn. Còn nếu mà không đúng thì bạn cũng không được quyền nói ấy. Cái cảm giác cái sự luôn luôn là cái người phụ nữ thấp ở cái vai trò nó bị động hơn, nên là nó đặt nặng trên cái chữ tinh tiết đấy. Nếu mình cho một cái người nào đấy thì đúng kiểu phải ăn vạ, tức là tôi phải đúng. Lấy anh bởi vì mẹ tôi bảo là, và rất là hay vẽ cái hình ảnh người phụ nữ là kiểu yêu nhầm người ấy, và kiểu anh ấy đi bộ đội mất hay là anh ấy kiểu đi đâu mất, hay là hóa ra anh có vợ rồi chẳng hạn. Là kiểu mình cứ ngồi mình trông ngắm cái người đàn ông mà đã sở hữu cái tem đấy của mình ấy, sở hữu cái mác trưởng thành đấy của mình thì cũng là như Nam nói là lãng mạn hóa cái sự thể hiện của trinh tiết, nó bị lãng mạn hóa, nó bị gánh nặng hóa, nó bị cho lên quá nhiều những cái ý nghĩa. Với lại em nghĩ cũng một phần đó là cái câu chuyện về giá trị của mỗi một con người ở từng một cái thời điểm nó khác nhau. Giả sử như đối với lại mấy mẹ của mình ngày xưa thì đúng là phụ nữ không có được nhiều những cái quyền lợi và không có cái khả năng được tỏa sáng như bây giờ. Cho nên thành ra đối với họ cái việc mà trinh tiết nó là một cái, nó như là một cái trả giá cho cái việc là họ có trọng lượng mà có giá trị hay không. Đợt vừa rồi á, em có lên một cái bài báo và sau đó ở dưới là em bị chửi te tét luôn mọi người. Về cái chuyện mà kiểu là khi yêu á thì đòi sex, nhưng mà lúc cưới về á thì lại đòi trinh tiết. Đó. Cái là bị chửi quá trời, mới kêu là bạn này muốn nói gì nói, nhưng mà mình vẫn chọn những người phụ nữ có trinh tiết. Cái này thì bởi vì có sự tức giận, có sự áp bức và tức giận mà vì ngày hôm nay mình sẽ gửi một cái câu nói này, đó là nếu như bạn là một người nam và bạn tìm kiếm một người phụ nữ trinh tiết để bạn lấy thì bạn có nghĩ lại là bạn bị thiếu giá trị quá đến một mức độ mà bạn chỉ nghĩ rằng là cái trinh tiết nó thể hiện được cái giá trị của bạn hay không. Tại vì mình tin rằng là với một người partner, một người bạn đời mà bạn tin rằng là bạn có giá trị, nó có rất là nhiều những cái mảng miếng khác nữa của người phụ nữ để bạn có thể trân trọng hơn là cái mảng trinh đó. Và những cái người mà hay có cái miệng nói là vậy nè, vợ là phải lấy vợ còn trinh đó nha, là bảo đảm thường đi về là không được bao nhiêu lâu, khoảng tầm 5-10 năm là bắt đầu lại là một cái trang trời cấm sừng. Tại vì sau khi mà bạn về, bạn ở với nhau rồi, bạn sẽ hiểu rằng tình dục nó là một cái câu chuyện mà nó rất cần và nó phải có trong cái mối quan hệ vợ chồng. Và nếu như mà bạn chọn một người chưa có kinh nghiệm đi, họ cũng không biết cách như thế nào, và bạn thì lại không đủ kiên nhẫn để dạy người ta đi. Đến một lúc mà bạn cảm thấy là bạn chán rồi, bạn rời đi thì sao? Trời, có một chuyện nó còn buồn nữa mọi người. Em có một người chị, người chị này thì mẹ của chị ấy gặp ba của chị ấy vào năm học cấp 2, và sau đó hai người ở với nhau đến tận bây giờ luôn. Và mẹ chị rất là quan tâm đến chuyện trinh tiết. Thì có một hôm á, hai mẹ con mới nằm với nhau, mà chị đó sinh năm 87 nha mọi người. Coi là nằm với nhau và mẹ chị nói là con đừng có tưởng là con ngủ với nhiều người là hay. Cái chị mới nói là nhưng con không nghĩ là con ngủ với nhiều người là hay, nhưng mà con rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của con đến hiện tại và con đang rất vui. Mẹ nghĩ là mẹ có hạnh phúc hay không với lựa chọn là mẹ gặp bố từ năm cấp 2, và sau đó mẹ thì rất là sợ dơ, mẹ rất là sợ kiểu cái người mà cái hội chứng sợ vi khuẩn đó chị. Đó. Và nhưng mà vì gặp nhau từ lúc đó và cưới nhau đến bây giờ, và trong cái khoảng thời gian đó thì bác trai lại có những cái mối quan hệ ngoài luồng, và sau đó bác gái thì nhiễm STI. Và bác gái trong suốt khoảng thời gian từ hồi đó tới bây giờ luôn luôn ở một cái tâm lý rất là bất ổn. Vậy các bạn có muốn tâm lý các bạn bất ổn hay không? Các bạn phải lường trước được những cái yếu tố nguy cơ trong những cái chuyện rằng là nếu các bạn không có những cái trải nghiệm về tình dục. Và những cái bạn nam á, các bạn tham lam tìm kiếm một cái trinh tiết, thì các bạn có trả giá được cho cái trinh tiết đó được hay không? Các bạn có cảm thấy là các bạn gặp được cái con siêu, các bạn ngược lại xong rồi bình tĩnh mà sống chung thủy với vợ mình hay không? Thì em muốn nhân cái cơ hội này để mà mình nói với các bạn là giờ ở giới nào cong hay thẳng, rồi top hay bottom, thì khi mà chúng ta đã nghĩ tới cái chuyện quan hệ hoặc là mình bắt đầu có cái sự tò mò, thì việc đầu tiên chúng ta không có phải là chúng ta đi xét nét về ngược lại bản thân mình là coi cái chuyện đó về cái mặt về có sợ bị phán xét khi mà mình làm chuyện đó không, mà hãy xem thử là mình đã có sẵn sàng cho cái chuyện quan hệ đó chưa. Bao gồm những cái kiến thức rất là cơ bản về quan hệ tình dục an toàn, phòng tránh thai. Và ngoài ra thì nãy giờ mình chỉ nói về cái chuyện mà cái cách mà xã hội nhìn nhận về cái chuyện trinh tiết thôi, nhưng mà về cái khía cạnh khoa học thì thiệt ra nó có một cái gì đó để giải thích cái chuyện tại sao mà lần đầu chảy máu hoặc không, nó có nặng nề đến cái độ mà phải có máu mới gọi là có trinh tiết hay không. Thì chúng ta sẽ đến cái phần true pleasure, bởi vì qua đó chúng ta sẽ biết được cái màn trình nó làm sao mọi người. Vâng, và chúng ta bắt đầu ngay vào phần 3 đi ạ. Thì màn trinh đó, nó có rất là nhiều những cái kiểu màn trinh khác nhau. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên Google và những cái hình ảnh màn trinh ha. Có những cái màn trinh nó hình vòng vậy nè, có cái thì nó có cái cọng ở giữa nè, có cái là những cái lỗ kiểu như thế. Thì mỗi một người sẽ rất là khác nhau, cho nên hồi xưa mình hay đùa, mình cũng nói chị Minh là nếu như mà các bạn nào mà còn trinh đó, thì các bạn nào vẫn chưa quan hệ tình dục thì xin phép hãy lấy cái gương để mà soi xem coi là cái hình dạng nó như thế nào. Bởi vì thật sự ra mà nói là cái hình dạng đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một số những cái trải nghiệm lần đầu tiên của các bạn ha. Trang cùng với Durex cũng đã từng làm một cái chuỗi chuyên về lần đầu để giúp cho các bạn có cái lần đầu nó mướt mát hơn. Thì các bạn có thể quay ngược lại để coi, mình sẽ để dưới phần comment cho mọi người dễ coi ha. Rồi, nhưng mà ngoài ra là như thế này, trong cái việc mà các bạn khám phá cái màn trinh của mình á, là để các bạn tiên lượng được xem cái lần đầu tiên của các bạn nó có đau hay không, để các bạn chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng ngoài ra là các bạn cần phải chú ý là luôn luôn cần phải có gel bôi trơn và bao cao su, đúng không ạ? Bao cao su đã được nói luôn luôn về cái chuyện là an toàn rồi, nhưng tại sao lại cần gel bôi trơn? Giống như là các bạn đeo nhẫn vô mà nó chệch quá thì đến lúc mà gỡ ra xà phòng chính là gel bôi trơn, đúng không ạ? Thì nhưng mà các bạn không thể nào sử dụng xà phòng xuống cô bé của chúng ta được, cho nên hãy sử dụng gel bôi trơn cho mình nhé. Rồi, và gel bôi trơn thì mua gốc nước ổn áp cực kỳ. Tiếp theo có một điều cực kỳ quan trọng nữa mà bảo đảm chỉ có mình Tu nói với mọi người nghe thôi. Đó là cái lần đầu tiên các bạn quan hệ thì người nữ nên là người chủ động hoặc là người receiving, tức là người nhận cái dương vật á, là người chủ động. Đây là một điều siêu mới luôn á, tại đó giờ cứ nghĩ tới chuyện mất trinh là luôn luôn ở thế bị động. Lần đầu nên để người ta dẫn dắt, nhưng mà đây là một điều mới giờ đang giọng tai nghe của Trang. Giống như vậy nè, là ai mà thích đi cắt khóe tay khóe chân đó mọi người thì sẽ chú ý rằng là mình tự cắt á, mình tự kéo mình sẽ cảm thấy đỡ đau hơn. Hoặc ví dụ như các bạn dán một miếng băng keo lên tay đi, thì nếu mà người khác gỡ bạn cảm thấy nó rất là đau, nhưng bạn tự gỡ bạn sẽ biết là ok chỗ này đau quá, thôi dừng lại nghỉ tí xíu. Thì y chang những cái lần đầu tiên quan hệ vậy đó, các bạn chủ động thì các bạn sẽ biết là ok chỗ này đau quá, mình dừng lại, mình nghỉ tí xíu, dừng lại chứ không rút ra nha mọi người. Dừng lại, làm lại từ đầu đúng không? À, nó rút ra thì mệt quá, giữ lại đúng vào chỗ đó, giữ lại đúng ngay chỗ đó dùm cho mình, và sau đó là đến lúc mà đỡ rồi thì xuống tiếp nữa. Nhưng ngoài ra có một chuyện nữa nha, là treo bôi trơn á, nó không có thần kỳ đến một mức độ mà sức một miếng là xài cả tiếng đâu nha mọi người. Treo bôi trơn cần được tiếp liên tục, bởi vì nó sẽ từ từ nó sẽ hơi ráo lại một tí xíu, cho nên thành ra hãy cố gắng sức liên tục cho mình nhiều lên, xài hết một chai cho lần đầu tiên vẫn được. Rồi. Em xuyên không về tuổi 17 của chị để dạy cho chị những điều này được không? Hồi đấy rồi ôi. Không phải mình chị. Em có bị là tại sao hồi đấy mình phải cần tối ấy, nhà chị lúc ấy hơi sáng. Thế là lấy cái chăn trăng lên cái cửa kính. Mà thực ra mình phát hiện ra bố mẹ mình cũng tính toán hết, tức là cái phòng của mình là toàn cửa kính thôi, tức là chốt được vào nhưng mà cửa kính em ạ. Thế là lúc ấy kiểu chắc là ánh nắng chói chang thì mình phải treo cái chăn, vắt cái chăn lên để che cái cửa đấy lại. Và bố chị về em ạ. Đang giữa chừng thì bố chị về, bố chị ở chứ thế sao lại treo chăn lên cửa phòng thế kia. Mà lúc đấy bạn trai chị vẫn ở trong phòng kiểu trốn. Như cái may vào bố chị một lúc bố chị đi. Thôi. Nhưng mà nói chung là vội vã không biết rồi, còn không biết là đã làm được chưa, thế là như thế. Còn nhưng mà mình biết là hóa ra là đã làm rồi, chuyện đấy đã xảy ra rồi. Bởi vì sau đấy bạn trai chị nói nó cứ bị như chị đang đeo niềng ấy, nó cứ mất một chữ ấy mà. Tức là nên thành ra chị muốn hỏi tiếp, ngoài những cái việc như là mình dùng gel ấy, mình đang nghĩ về mặt tâm lý ấy, có gì giúp không nhá, cái này cho cả con trai con gái. Tại vì có vẻ như trong cái mối quan hệ đấy chị khá là kiểu, tức là mình cũng biết rõ là mình đang bước vào cái lãnh thổ như thế nào. Thế nhưng mà cái người bạn trai của mình lúc đấy cũng là lần đầu tiên của bạn ấy. Bạn ấy lúc mà sau xong bạn đi, bạn cứ nói áp ủng giống như kiểu không nói lắp ấy, không nói để thành tiếng ấy. Thì mình cảm giác đây là một cái sang chấn về tâm lý mà nó đã xảy ra với một người mất trinh. Ở đây là người con trai đã mất trinh cũng xảy ra một cái sang chấn. Đồng thời nhá, mình cũng rất là hay gặp trong những cái phim truyện. Tại vì mình cái này mình không soi gương, I'm not a girl in the mirror, cho nên là mình đã không soi được gương để biết. Nhưng mà mọi người hay nói là nhìn mặt con này vừa mới quan hệ tình dục xong đúng không? Thì mình không biết là cái gì, chữ gì đấy về tâm lý về tâm lý nó đọc được ra là đây là mày vừa ngủ trong mặt thỏa mãn này, cái gì đấy. Thì chị không biết là riêng có một cái cách thức nào để có cái pleasure trong là tâm lý không ấy? Pleasure trong tâm lý để mà lần đầu tiên quan hệ xong cảm thấy ổn định đó hả chị? Không có đâu chị. Không bị nói lắp này, này nó sẽ không có bị những cái sang chấn là vừa mới ngủ với không với ai này. Bạn trai vậy là đỡ đó, có những bạn là lần đầu tiên họ không có cứng được luôn. Lo. Tôi nghĩ là ban đầu mọi thứ nó cứng hết rồi nha, cái xong mà tự nhiên cái nó mới vừa tới nó trào một cái là nó xuống luôn. Đó thì nhiều bạn còn bị rơi vào tình huống đó nữa. Mà công nhận bình thường mà mình cứ hay nói làm sao để bạn nữ lần đầu quan hệ nó được mướt mát hơn, nhưng mà cũng không có ai nói là các bạn nam lần đầu cái tâm lý của bạn nó sẽ kiểu mệt mỏi như thế nào. Thì nói thiệt luôn á là đôi khi cái lần đầu tiên của các bạn nó không được như kế hoạch đâu, có khả năng nó sẽ mất thêm vài lần nữa. Các bạn nam sẽ cần phải học cái cách làm sao để mình ổn định tâm lý, bằng cách đó là mình hãy học cái cách mình thủ dâm có ý thức. Tức nghĩa là mình có khả năng làm cho cái dương vật của mình cứng lên khi mình muốn, và làm cho nó có thể xuất tinh trong khoảng thời gian mình mong muốn. Thì khi đó cái lần đầu tiên của mình nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà cái đó là sự tập luyện. Vừa đá bóng vừa làm trọng tài đúng không? Thì nãy giờ mình có chia sẻ những cái chuyện mà một cái là phụ nữ chuẩn bị những cái bước gì, thì em cảm giác là nếu như mà em soi chiếu lại cái lần đầu tiên của em thì thấy nó chỉ toàn là lỗ hổng thôi. Điều đầu tiên là coi như là chuyện nó qua rồi, nhưng mà đối với những cái bạn là con trai mà sắp sửa lên giường đi thì hãy quan trọng nhất cái bao cao su. Nó là vấn đề về này, cái bao cao su đầu tiên một người con trai có thông thường không phải tự đi mua mà là được phát. Đi event được cho, nhất là các bạn trong cộng đồng LGBT đi event được cho. Nhưng mà cái bao cao su mà cho các bạn thông thường thì nó sẽ không đúng kích thước. Nó chỉ là một cái kích thước chung chuẩn vừa phải thôi. Thì việc mà cất cái bao cao su trong người quá lâu có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng của nó. Tới lúc mà mình hành xử, mình móc nó ra, mình lúng túng, mình không biết cách xé nó ra như thế nào nè, không biết cách sử dụng nó ra sao. Những cái bước đó đều phải học. Và trong đó là có cái chuyện là phải đo được cái kích thước của mình như thế nào để đeo được cái bao cho nó đúng. Cái này chắc phải nhường cho Trang, bởi vì Trang đã từng làm một cái bài rất là kỹ về cái cách thước mà đo cậu nhỏ, lại dùng chữ cậu nhỏ. Cậu nhỏ, nhớ cậu người ta to rồi sao? cái thước đo dương vật như thế nào, rồi cái cách lần đầu tiên sử dụng bao ra sao để cho cái bao nó thật sự là người bạn của mình chứ nó không phải là một cái vật cản trở. Đầu tiên đó là đo dương vật, có thể các bạn coi lại video mình để link ở dưới cho dễ coi ha. Nhưng mà có một số những cái gợi ý của mình như thế này, tại vì những cái lần đầu tiên đôi khi mình rất là bối rối, mình bối rối quá dẫn đến cái chuyện đó là mình đeo không có được, thì tốt nhất là nên chọn những cái nào dễ đeo. Cho mình xin Durex jean đi ạ. Ok, tức là có loại khó đeo hơn á? À không, tại vì cái này nè nó rất là dễ đeo. Lý do ở chỗ á, là bình thường cái bao cao su của chị nó thẳng xuống vậy đúng không? Nhưng mà đối với lại con jean á, nó sẽ như thế này, ở dưới nó hơi rộng ra. Bởi vì nó hơi rộng ra như vậy cho nên nó lúc mà mình đeo vào nó dễ đeo hơn và sau đó mình tuột xuống. Bởi vậy á, những cái người lần đầu tiên đeo á, thì tốt nhất nên đeo những cái loại dễ đeo như thế này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi chọn đúng size rồi đúng không, mua về rồi thì nên đeo và tự thủ dâm với cái bao cao su để mình làm quen với cái cảm giác rằng là mình có sự kích thích dưới một cái bao cao su. Thay vì là các bạn kiểu giống như là để đến lúc đó rồi các bạn đeo xong rồi các bạn ủa chứ rồi cái cảm giác nó không có giống như là mình suy nghĩ, hay là cái kiểu các bạn kiểu confused rồi, hay là các bạn cứ nhớ tới là người ta nói là kiểu đeo bao cao su thì quan hệ không sướng này nọ, các kiểu các bạn tự huyễn mình rằng nó không sướng rồi sau đó các bạn xẹp xuống thì nó cũng sẽ rất là mệt. Cho nên thành ra là ok, mua về trước, thử đi ha, rồi sau đó mình mang theo mình đeo. Ngoài ra là vậy nè, khi mà các bạn đeo lần đầu tiên á, để cho dễ đeo hơn thì hãy nhỏ một giọt hoặc 2 giọt che bôi trơn vào, tại vì nó sẽ giúp cho mình kéo cái bao cao su xuống dễ dàng hơn cực kỳ nhiều. Rồi, nếu như ngoài ra là khi mà lần đầu á, các bạn vượt qua được cái tâm lý ngại ngùng mình nè, có thể tiến tới quan hệ tình dục nè, thấy bạn tình mình đeo bao cao su vô rồi thì cũng khoan ăn mừng. Bởi vì nếu như mà bạn lên giường với không đúng người, người ta có ý định lừa bạn, thì bạn hãy hiểu là nó có một cái chiêu, đó là sau khi mà đã làm cho bạn tin tưởng rồi á, thì sẽ lẳng lặng xé cái bao đi, dùng móng tay gì đó xé cái bao đi, chỉ chừa lại có cái gốc cao su ở dưới thôi, để thỉnh thoảng là khi mà cái bạn bottom hoặc cái bạn receiving á, bạn nhận á, bạn thò tay xuống bạn kiểm tra thì bạn vẫn thấy được cái chỗ đó, vẫn nghĩ là nó an toàn. Nhưng thật sự là nếu người ta đã có ý đồ lừa mình thì chuyện đó nó có thể xảy ra, cho nên là hãy luôn luôn cuốn theo những cái cảm xúc của mình, đồng ý, hạnh phúc, vui vẻ, thăng hoa, bối rối, những cái chuyện đó hãy trải qua, nhưng mà hãy luôn luôn có một cái đầu tỉnh táo để kiểm tra những cái bước đó. Ngoài ra nếu các bạn là bottom thì các bạn cũng phải học cái cách mà làm vệ sinh để mà cái chuyện đó nó không bị sụp hầm á, mà Nam có hay nói á, thì các bạn hãy thử Google những cái bài viết thật sự là chính thống về các cách hướng dẫn mình làm vệ sinh hậu môn, gọi là douching á, thì làm đúng để không gây tổn thương vào hậu môn của mình, không phạm phải những cái sai lầm, những cái lầm tưởng về chuyện dọn vệ sinh, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình các bạn quan hệ nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên ngồi đây nói những cái chuyện này là bởi vì đã kinh qua hết tất cả các thể loại đau khổ, có sụp hầm, có tan vỡ, có tuột bao, có những cái chuyện đó đã trải qua rồi, thì có thể ngồi đây nói là chuyện đó. Nhưng mà khi nếu các bạn là cái khán giả ngồi xem Cởi Mở ấy, và nhất là cái tập này chúng tôi muốn nhắm tới những bạn mà đang ở ngưỡng cửa tìm hiểu và chuẩn bị bước vào cuộc yêu, thì có những cái thông tin mà các bạn cần phải thật sự ngồi đọc và thực hành trước ở nhà, để khi cái chuyện nó diễn ra thì ít ra mình đã có ôn bài, thì khi tới kỳ thi mình thi nó cũng đỡ điểm kém hơn. Nhưng mà cái tâm lý trước khi bước vào phòng thi lo lắng, và trong lúc làm bài thi thì đầu óc mình lơ tơ mơ, bước ra khỏi phòng thi là cảm thấy một cái cảm giác không bị ố về, lơ ngơ vậy, là bị ngơ như vậy. Thì cái chuyện đó ai cũng sẽ trải qua hết, và đó là cái trải nghiệm khá là chung của cái lần đầu tiên. Và hy vọng là những cái gì mà nãy giờ chúng ta chia sẻ nó giúp các bạn có một cái tâm lý vững vàng hơn rất nhiều để có thể bước vào cái lần đầu tiên được thoải mái. Mà nhất là ở cái lần đầu tiên nữa thì các bạn nên thành thật với nhau một tí xíu, tức là nên thành thật để nói cho nhau nghe cái độ sợ hãi của các bạn như thế nào, hoặc là các bạn đã sẵn sàng hay chưa. Tại vì đôi khi các bạn nam á, các bạn cứ nghĩ là các bạn thủ dâm thì được nhiêu đây, chắc là các bạn quan hệ cũng sẽ được nhiêu đó, thì không phải đâu nha. Có khả năng một là nó nhanh hơn, hai là nó làm hoài không ra, tại vì không biết mình vẫn còn kiểu rất là bối rối với cái cảm xúc của mình. Thành ra là thì mình muốn add thêm một cái việc là hồi trước thì mình nghĩ là trinh tiết nó diễn ra một lần trong đời, mất là mất hết. Nhưng bây giờ mình đang sống một cái thời mà nó metaverse, nó nhiều chiều không gian thời gian lắm mọi người, nên là thì mình nghĩ là cái trinh tiết này đôi khi với mỗi một cái người bạn tình mới của mình ấy, nó lại như một cái lần mình thiết lập một cái trinh tiết mới. Bởi vì mình sẽ phải học lại từ đầu cái cách làm sao để hòa hợp với người ta, hay là cái kể cả người ta là có thể sẽ cái lúng túng nó sẽ xảy ra y như cái lần đầu tiên ấy. Thì cái việc mà càng chuẩn bị kỹ, mình không có thể dùng câu này cũng là câu của Nam này, đôi khi lời khuyên của người này thì là voucher hết hạn người khác. Kinh nghiệm với người này chưa chắc đã hoàn toàn áp dụng được với người mới. Thì cái việc mà cứ liên tục học hay là như Trang nói là nói chuyện với nhau, mình nghĩ là cái chữ trinh tiết này, thực ra mình nên chúc mọi người trinh tiết là một thứ chúng ta nên có lại nhiều lần, chứ không bị có một lần xong rồi mất, đâm ra nó khổ quá. Nó cũng nên là cái sự hào hứng. Mọi người có nhớ cái lần đầu tiên của mình không? Nó giống như tình yêu đầu tiên thế. Xong rồi mình cứ mất ra, có thể là mình nhiều kinh nghiệm hơn đấy, nhưng mình lại mất đi cái sự kiểu như là háo hức trông chờ. Thì mình tin tình dục nó là một cái trải nghiệm mà cái trinh tiết này nó trở đi trở lại. Với một cái người mới, mình lại được học lại cái cơ thể đấy một cái lần đầu tiên, như một cái bản đồ mình lại phải đi lại cái con đường khác nhau đấy. Nhưng mà nó đều giống nhau cái việc là mình có hiểu biết, mình biết an toàn. Thì thực ra Thùy Minh cũng tin là đến cái lứa con của Thùy Minh ấy, cái khái niệm trinh tiết nó sẽ thay đổi cực kỳ nhiều. Thậm chí là nó sẽ nó có thể thành một cái biến thể hoàn toàn mới. Khi mà ekip cởi mở đi tìm cách tiếp cận các trường á, thì rất là dễ gặp những cái lời từ chối, bởi vì sợ bị mang tính là vẽ đường cho hươu chạy, và gặp rất là nhiều các vấn đề. Nhưng may mắn là khi mà chúng tôi lên sân khấu và chúng tôi chia sẻ các câu chuyện của mình thì là được nhà trường ủng hộ rất nhiều. Thì nó là cái câu chuyện là mọi người rất là sợ cái chuyện là cổ suý giới trẻ quan hệ tình dục. Cứ sợ là khi mà nói rất nhiều về tình dục có nghĩa là cổ suý người ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thật ra không cần cổ suý. Tự bản thân tới cái tuổi đó là sẽ có tò mò. Các hormone, thông tin, phim ảnh, internet, mọi thứ nó chạy rần rần trong người, nó khiến người ta thôi thúc nghĩ tới chuyện đó, và đó là một trong số những cái bước phát triển rất bình thường của sinh học. Nhưng mà ngược lại, cái cách mà cởi mở cũng như là chúng ta đang ngồi đây chia sẻ không phải là cổ vũ các bạn là hãy mất trinh sớm đi, hay là hãy làm tình đi, hãy tập luyện đi, hãy nghĩ về sex nhiều đi. Không, chúng tôi muốn là hãy biết bảo vệ mình, hãy tìm hiểu về nó, hãy chuẩn bị sẵn để khi mà cái đường nó được vẽ ra mình đi nó đàng hoàng, chứ không tới nỗi vừa chạy vừa vấp. Đúng không? Rồi em có một cái point này, cái lần đầu nó đúng người, nó đúng thời điểm, nó lãng mạn là một chuyện rất là tuyệt vời nếu mà nó diễn ra coi như chúng số độc đắc. Nhưng mà ngay khi nó không có diễn ra theo như đúng mình muốn, ngay khi mình không đúng người, thì rất là hy vọng là chúng ta sẽ có được cái đúng cách. Và cái người đầu tiên bạn phải kiểm tra không phải là một cái anh chàng bạch mã hoàng tử hoặc một cái cô nàng trong mộng tiết hết tất cả những cái box về một cái người chuẩn hoàn hảo của mình. Cái người đầu tiên bạn cần phải kiểm tra về sức khỏe lẫn tinh thần là bản thân mình. Cái đúng người duy nhất không ai trật đi đâu được hết là đúng cái bản thân mình. Còn cái chuyện mà bạn gặp được bạch mã hoàng tử với lần đầu tiên của bạn nó có hoàn hảo hay không, thì nếu mà nó có thì chúc mừng, nếu không thì thôi, không sao hết. Với chị nghĩ là, thì mình nghĩ là nhân tiện Nam nói về cái việc khuyến khích ấy, và nó cũng đúng cái ý thôi, là tại sao mình cứ tem của mình cứ phải đợi ai bóc nhỉ, đúng không? Cái tem thì mình khi nào mình cần dùng thì mình bóc nó ra. Và thì mình nghĩ là cũng không nên khuyến khích, mọi người cũng không nên phải nghĩ rằng ô 18 tuổi hay là 20 mấy tuổi tôi phải mất trinh đi, hay ai lấy trinh của tôi đi, ai hãy bóc tem của tôi đi. Em bị nè, chị biết không, em mất trinh vào năm 24 tuổi là đối với mọi người là rất là trẻ. Thậm chí là chị gái của em còn kêu là Nam, tao làm ơn tao lại mẹ, mày đi ngủ đi, mày hấp sách nhiều đi. Xong mày quay qua chồng chị, anh, mà tiếng Anh, còn chính á, tao lại mày Nam. Giống như là coi như là một cái trò đùa, em nghĩ là nó đùa nhiều hơn là thật. Nhưng mà vào cái tuổi 24, khi mà bạn bè mình bắt đầu tan vỡ rồi, hấp sex rồi, break up rồi kia tùm lum tùm la, thì mình vẫn ngồi đây ngây thơ ngô nghê giữa dòng đời. Thì có một cái áp lực vô hình, thật sự là luôn luôn có một áp lực vô hình. Nhưng mà thay vì là mình dùng cái áp lực đó mình đi tìm hiểu nhiều hơn để khi mà cái chuyện xảy ra nó thành công, thì không, ngồi đó mà lo lắng rồi xong ngồi đó mơ mộng thôi, mà không làm bất cứ một cái gì hết. Giống như là mong muốn có điểm cao nhưng học bài thì không học. Thì là các bạn đừng có đi vô con đường đó. 18 tuổi hay 24 tuổi hay ba mấy tuổi đó là một cái định lượng thôi, cái câu chuyện nó sẽ xảy ra. Nếu mà nó xảy ra thì chúc mừng, còn nếu không thì từ từ, bình tĩnh. Giá trị của mình nó không có nằm ở cái lần quan hệ đầu tiên, nó cũng không có nằm ở cái lần quan hệ cuối cùng. Mình phải nắm được cái chìa khóa của nó là an toàn tình dục, tức nghĩa là tinh thần mình phải được thoải mái sau khi mình quan hệ, và mình không có bị bệnh, mình không có bầu ngoài ý muốn. Thì cái đó là cái mà các bạn nên quan tâm hơn, nó giống như là một cái nền tảng vậy đó. Còn cái chuyện mà bạn gặp được anh gọi là hoàng tử bạch mã, hay là ví dụ như là cô gái sexy, hay là kiểu bla bla bla, cái kiểu nói là một cái sự lựa chọn mà thôi. Và mỗi một người sẽ có cái sự lựa chọn đó dựa theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm của các bạn, cho nên là không cần gì phải gấp gáp cả. Ngoài ra là vậy nè, trước khi mà tụi mình kết show thì chị sẽ có một câu chuyện rất là ngắn để kể cho mọi người nghe, là mình đã từng được nghe một số bạn luôn là bạn chia sẻ rằng là cái đó là lần đầu tiên các bạn quan hệ, các bạn đó là nữ nha, và sau khi mà quan hệ xong ấy, thì về là cảm thấy bị viêm nhiễm, cái xong mình mới đi khám và sau đó là bị kiểu bị viêm nấm. Còn có một số bạn ấy, thì là kiểu giống như là sau khi quan hệ xong thì bị lậu, bị giang mai, tại vì cái người kia thì không phải lần đầu tiên của họ, nhưng mà cái bản chất của vấn đề là hỏi nhau về sức khỏe sinh sản và cái sức khỏe toàn diện của mình như thế nào thì các bạn không hỏi, các bạn chỉ chăm chú vào cái chuyện đó là cái người này có đáng để tôi mất trinh hay không. Mà cái đáng mất trinh hay không là có bệnh không, có chuẩn bị không, còn mấy thứ còn lại từ từ được đó. Cho nên là chú ý chuyện này thật là kỹ nha, không có nghĩa lần đầu bạn mất trinh có nghĩa là bạn không bậu không bệnh. Và phải nhớ nha là lần đầu của bạn không có nghĩa là lần đầu của người kia nha. Còn với Nam thì đó, hôm nay mặc một cái màu trắng là Trinh Nguyên, đeo một cái trái tim của con mắt, với ý nghĩa là các bạn hãy cứ tận hưởng những cảm xúc của cái lần đầu nó đem lại, bởi vì sẽ khó mà có lại lần sau. Nhưng mà con mắt ở đây là gì? Mở to mắt ra để nhìn các dấu hiệu bệnh tật, mở to mắt ra để đeo bao cho đúng và kiểm tra bao trong suốt quá trình làm tình, để cho dù không đúng người, không đúng thời điểm, thì sau khi cái lần đầu nó kết thúc, bạn có thể ngồi khóc trong phòng riêng chứ không có ngồi khóc ở phòng mạch. Ok. Thì mình sau suốt một mùa một của Cởi Mở và đi 8 trường Unitour, thì mình đã những tưởng là được quay trở lại studio này với vai trò một chuyên gia. Nhưng mà các bạn ấy cũng chọn tôi chủ đề khởi đầu của mọi sự trên đời này là chủ đề về trinh tiết. Chắc là lo là nói những chuyện deep hơn, sâu hơn thì không có năng lực. Các bạn trẻ thần tượng chị rất nhiều, và những cái bạn trẻ thần tượng chị lại cũng có rất là nhiều băn khoăn, cho nên nghĩ là hãy để cho chị Minh giúp các bạn. Không, nói về trinh tiết thì cũng là một cái chủ đề mà thì mình nghĩ là vô cùng quan trọng. Cũng như mọi người đã nói rồi, cái lần đầu nó sẽ quyết định toàn bộ cái hành trình mà bạn sẽ đi. Nhưng thì mình cũng muốn kết bằng cái câu chuyện đấy. Chúng ta sẽ luôn còn trinh nếu mà chúng ta còn mong muốn một cái hành trình nó nhiều trải nghiệm hơn. Còn trinh cũng có nghĩa là hãy giữ cho mình một cái tinh thần là lúc nào cũng phải học hỏi, lúc nào cũng phải cập nhật. Đấy, và rất là vui được trở lại với Cởi Mở ngày hôm nay. Chúc cho tất cả khán giả của Cởi Mở, nếu mà có một cái lúc nào đấy bạn hơi cảm thấy lạc lối, bạn có một cái câu hỏi nhiều khi nó hơi khó hỏi ai đấy, thì sẽ luôn tìm thấy một cái chủ đề nào đấy ở trong Cởi Mở. Chào, hẹn gặp lại.